À vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thắng Vlog. À, hôm nay em cùng nói về câu chuyện của bà Loan và với người mua đất. À, sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng nghe chị Hồng chia sẻ về câu chuyện về bà mua đất ạ. Mời tất cả cô chú anh chị và các bạn. Có tin nào nóng là dù bận đến mấy thì bận, em cũng phải lập tức lên ngay để cho cộng đồng mạng, cho cô dì chú bác mọi người cùng được biết. Ê ê anh mua đất ơi, em bảo anh này, thực ra ấy anh đã dốt mà anh lại còn tỏ ra nguy hiểm, mà anh đã đần rồi anh lại còn khổng khổng nữa anh ha. Người trong cuộc cũng là anh, người ngoài cuộc cũng là anh. Tại sao tôi nói người trong cuộc và người ngoài cuộc? Thứ nhất, trong cuộc là anh là người đi mua mảnh đất đó, người ngoài cuộc là mẹ con người ta, thông gia của người ta đang coi như là đưa nhau ra tòa, anh cũng được biết mà. Anh là người ngoài cuộc nhưng anh cũng biết là tại sao mà mẹ con người ta đưa nhau ra tòa. Còn người trong cuộc là ai? Người trong cuộc là anh, vì dính dáng đến mảnh đất anh mua, anh dốt vô cùng. Cách đây 2 ngày anh cho một đoàn coi như là đến để đo mảnh đất đó của anh. Anh mướn vừa giang hồ, anh lại vừa mướn địa chính ở đâu đến đo. Không có đường vào đo lại chạy vào nhà cô Loan. Sao lúc đấy anh lại tử tế thế? Anh lại tử tế thế chứ anh cô ơi. Cô cho cháu đi qua nhờ cái cửa sổ nhà cô để cháu vào cháu đo mảnh đất. Bà Loan không cho đi là đúng đó. Sao cái hôm trước ấy anh thả vợ anh ra. Đấy, anh thả vợ anh ra để coi như là sang để mắng mỏ cô Loan, nói cô Loan không ra một cái gì cả. Mắng nhức cô Loan phải nói rằng là kịch liệt luôn. Ha. Cuối cùng anh thấy nó ô dè và chắc chắn rằng là đôi clip tôi đưa lên ấy, vợ anh nghe thông suốt. Nên là vợ anh về luôn và ngay, vợ anh ngoan luôn. Không có ý kiến ý cò gì cả. Ha. Đến cuối cùng anh không còn có đường nào nữa, anh lại mượn ai sang để đo mới chả đạt. Tôi bảo anh rồi, anh đi bằng kinh khí cầu sang vào mảnh đất của mình. Anh không thể nào đi bằng đường bộ được mà anh phải đi bằng kinh khí cầu. Hiểu không? Hoặc là anh đi mây về gió ấy. Đó, nhưng Vượng Hạnh nó bảo ấy, chỉ có đi mây về gió thôi thì mới vào được mảnh đất đấy. Anh hiểu không? Còn đo đạt ấy là phải đo đạt như thế này này, thì cô Loan cô sẵn sàng cô cho đi qua nha. Như là cái ngày mà mùng 10 tháng 5 ấy, được tất cả các ban ngành về để đo đạt lại toàn bộ đất cát và kiểm tra lại tất tần tật vào cái ngày mùng 10 tháng 5 ấy, nó có đầy đủ ban ngành. Khi mà nó có dấu má rồi thì đi đến đâu người được nhà nước người ta công nhận. Còn anh mướn mấy cái anh kia vào để làm gì? Chẳng qua rằng là để đi tham khảo xem còn cái đường nào để đi không. Làm gì còn đường mà đi. Cô Loan ơi, cô Loan, cô cho con trèo qua cái cửa sổ nhà cô để con vào. Cửa nhà cô Loan ấy không phải ai cũng vào được. Cửa nhà cô Loan không phải ai cũng đi qua được. Nghe chưa? Nhớ. Ngoan ngay từ đầu đi. Anh làm đủ trò đủ tội mà anh dốt vậy. Anh sang anh kè cặt với cô Loan để làm gì? Anh sang anh khó chịu với cô Loan để làm gì? Cô Loan cô có đâu làm lên tội đâu. Cô Loan cô cũng đâu có lừa dối gia đình nhà anh đâu. Không hề luôn. Cửa nhà anh cô Loan còn không qua, nhà cô Loan, nhà của anh cô Loan còn không tới thì cô Loan cô làm gì anh? Cô ấy không có làm gì mà anh cả. Cô cũng không có kết giao với anh. Mà anh hằn học, anh đủ kiểu rồi, bây giờ anh lại sang anh lạy van cô Loan là làm ơn cho đi qua trèo qua cái cửa sổ để đi vào xem cái mảnh đất của mình để đo đạt. Hả? Anh đo có giá trị gì? Anh đo anh chả có giá trị gì. Mà em hỏi anh một câu như này nhé,
Thế sau cái lúc mua ấy, anh rớt ra một khoản tiền rất lớn. Thế tại sao anh không đo à? Lúc đấy anh mua tù mù à? Hay anh lúc đấy anh mua trong cái giai đoạn anh đang bị lú? Nên là anh không cần biết, anh chỉ cần biết là rớt tiền là xong. Ô thế hai tỏi bảy đó. Anh có biết hai tỏi bảy này, con gái của anh đi làm chật cả háng ra mới được hai tỏi bảy. Mà anh rớt tiền xuống mua đơn giản như là anh đi mua một mớ rau. Đi mua mớ rau cũng phải xem rằng là mớ rau nó có hỏng không, ha, hay là mớ rau ngon. 5.000 đồng một mớ rau, chúng ta còn phải xem mớ rau đó có ngon hay không chúng ta mới mua. Mà đây tận đến hai tỏi bảy, cái lúc đấy mua anh không đo à? Mà cái đợt vừa rồi đấy, ngày mùng 10 tháng 5 đó, các ban ngành về đo đấy, nào là Sở Tài nguyên Môi trường, nào là cơ quan pháp luật, tất cả các ban ngành luôn đầy đủ về đo đạt của anh rồi, đúng không? Anh vẫn chưa tin vào pháp luật à? Anh không tin vào pháp luật à? Hả? Anh ơi, ở đất nước Việt Nam mình sống ở trên đất nước Việt Nam mình phải tin pháp luật. Mà pháp luật làm chỉ có đúng chứ không bao giờ có sai. Nghe chưa? Chỉ có những con người lấp liếm đi, chứ còn lại là pháp luật không có đâu nhá. Thế anh vẫn không tin, anh phải cho nhờ đến giờ phút này anh lại bày trò. Anh muốn đi vào trong nhà cô Loan để xem cái nhà của cô Loan xây dựng như thế nào. Và còn thừa lại một cái lối đi nhỏ nào không để cho anh đi qua, đúng không? Đó là cái cách của anh là bày trò đấy, đúng không? Xin lỗi anh, cái trò đấy của anh ấy xưa rồi Diễm. Hiểu không? Xưa lắm rồi Diễm ơi. Nhá. Anh để cho vợ anh sang để coi như là nhục mạ cô Loan mấy ngày trời. Bây giờ anh lại sang, anh lại coi như là diễn một cái vai coi như là người 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 buồn. Cô ơi, cô cho cháu đi qua, trèo qua cửa sổ để cháu vào mảnh đất của cháu. Đất nào là đất của cháu? Hả? Mà ta bảo rồi chứ không nghe. Nhắc lại một lần nữa là gì? Coi như là làm một quả kinh khí cầu mà bay sang. Ha. Còn tôi nói cho anh nghe là nếu anh còn là lương tri của một con người á, thì anh phải rời chân ra khỏi mảnh đất đó. Anh đừng cố đấm ăn xôi. Mà hãy đi lấy tiền về đi. Nha. Còn ai bán đất cho anh thì mời anh sang nhà đó để làm việc. Anh bảo với người ta ấy, chị bán đất cho tôi, cô bán đất cho cháu. Bây giờ không có lối đi, bây giờ cô làm cách nào, cô bế cháu, cô ẵm cháu, cô ném cháu vào mảnh đất ấy bằng được thì thôi. Chứ bây giờ cháu đi bình thường cháu không vào được. Nhá. Sang bên đấy giỏi, sang bên đó bảo với cái người mà ký giấy bán đất cho mình ấy, là cô bế cháu, cô ẵm cháu, cô ném cháu vào cái mảnh đất ấy của cháu cái. Gớm khổ quá cơ. Cháu mua mà bây giờ cháu làm chủ mà cháu biết chả biết cháu làm chủ ở chỗ đoạn nào. Cháu bỏ ra tận đến hai tỏi bảy luôn để cháu mua. Mà bây giờ cháu không được vào cháu thăm thú mảnh đất của cháu. Cháu có nuôi cái coi như là một bầy dog ở trong đó cũng không nuôi được. Cháu muốn làm gì cháu cũng không làm được. Giỏi sang bên đó đi. Chứ đừng coi như là cái trò mèo. Úi dồi ôi, cô cho cháu trèo qua cửa sổ của cô để cháu vào cháu đo mảnh đất. Đi vào để đo mảnh đất hay là ngắm nhà cô Loan, xem nhà cô Loan xây sướng như thế nào, ha. Còn cô Loan cô đang làm ấy hoàn toàn đúng với pháp luật. Con người nó đúng pháp luật nó là như vậy đấy. Rồi đúng với lương tâm của cô ấy nha. Cô làm đúng với cái lương tâm của cô ấy. Còn có mẹ ơi là mẹ, cho hôm nay mới đáp trả mẹ đây này. Mẹ coi như là mẹ Tuyết kia, mà không biết là mẹ Tuyết này là mẹ, nickname của mẹ là Tuyết, mà không hiểu là mẹ Tuyết này là mẹ Tuyết nào. Mẹ Tuyết đi cho con hỏi mẹ một câu khí không phải chứ. Mẹ cũng là đàn bà, sao mà mẹ ngục vậy hả mẹ? Mẹ bảo rằng là bà Loan thất đức, bà Loan ác. Bà Loan ác với cả con cả cháu. Người ta bỏ tiền người ta mua bằng thật. Người ta bỏ tiền ra, tiền đó là tiền mồ hôi công sức của người ta. Người ta mua mảnh đất, bây giờ bà xây bịt lại, bà không để nhường lại cho người ta một lối đi. Bà xây bịt như vậy thì bà thất đức quá. Ây da. Chị ơi em bảo chị này, chị tuẹt đây chị tuẹt. Em bảo chị như này nhé. Gớm. Đặt chị tên là Tuyết thì đặt chị tên là Tuyết thì không nên. Chị tuẹt. Chị tuẹt em bảo chị này.
Chị dốt như vậy thì chị dốt quá. Cái đồng tiền mình có trong người mình phải làm bằng mồ hôi công sức của mình thì mình phải biết xài. Chị hiểu không? Mình phải biết mình đang ở vị trí nào, mình là người đi mua thì mình trước tiên mua, mình phải tìm hiểu là mình mua cái đất này là của ai, mình mua như thế nào, mình mua áo gấm đi đêm với nhau, mình mua chỉ vì chữ tình mà mình mua thì mình phải chịu, hiểu chưa? Còn tôi hỏi chị toẹt một câu chứ, nếu chị cầm 2 tỏi 7 chị đi mua đất thì chị cũng mua giống như là cái hắn kia hả? Còn cái chuyện cô loan cô xây lên như vậy, nếu mà còn được thêm nữa cô còn xây nữa cơ. Chị hiểu không? Công sức của vợ chồng cô Loan gây dựng lên ngày hôm nay làm nhịn ăn nhịn tiêu để coi như là mua được mảnh đất này ha, để mua một mảnh đất này. Gây dựng lên như này cũng chỉ vì là để cho chồng cho con, nhưng ai ngờ đâu con hà bá. Thấy không? Cô ấy không may mắn cô ấy rước được một đứa con dâu coi như là hà bá về nhà. Đứa con dâu này nó về nó dẹp loạn, nó làm cho cửa nhà nhà cô ấy tan nát. Nó giấm dúi, nó mang cái tài sản của cô ấy cho con cô ấy, nó mang về nó đưa cho mẹ đẻ. Con gái con mẹ đẻ bán giấm bán dúi, bán coi như là bất chấp. Mà cái người mua kia thì ngục ha, cái người mua ấy không biết quan hệ chị nào không biết, chứ mà người mua đấy ngục ha. Người mua đấy trước khi mua là vì chữ tình nên mua, nên là bây giờ mới không có lối để lối thoát. Chị hiểu không? Chị bênh cái gì? Còn một người bình thường, người ta mua, người ta đàng hoàng, người ta đường đường chính chính người ta mua. Thứ nhất tôi mua, tôi phải xem cái đất này nó có quy hoạch không. Thứ hai, tôi mua cái đất này nó có nằm ở trong cái dự diện tranh chấp không, đúng không? Thứ ba, cái người chủ trước là đây, đúng không? Tôi phải kiểm tra giấy tờ cho trao tặng, đúng không? Nó có đúng luật pháp không? Hai, cái chủ đất cũ bán lại cho cái chủ đất mới có đúng pháp luật không? Hay lại là bán giấm bán dúi? Nếu bán giấm bán dúi tôi không mua, đúng không? Còn nếu trao tặng đúng pháp luật tôi mua. Huống chi là chúng ta còn biết rằng là cái chủ mua đất ý, người ta còn biết là cái nguồn gốc cái mảnh đất này là của ai, thì không nỡ sang đặt chân sang hỏi một câu là cô ơi cô, cháu muốn mua cái mảnh đất này mà sao lại cô không phải của cô mà sao lại đứng tên coi như là Lan đột biến. À, thế cô trao tặng cho Lan đột biến hay như thế nào? Vì con muốn mua cái mảnh đất này. Bây giờ con muốn sang đây con hỏi vì là trước đây là của cô. Thì cô như thế nào? Tại sao không hỏi câu đó thì bây giờ không khổ. Nhưng không, đang cười trên sự coi như là đau khổ của cô Loan. Tôi đã mua được rẻ mảnh đất này. Ha, tôi đã mua được một rẻ mảnh đất này rồi. Công sức của bà ấy gì, bà ngu thì bà chịu, từng nói câu đó mà, cháu mua của người này đấy ha, bà ngu thì bà chịu, bà ngu thì bà ráng chịu, từng nói câu đó rồi mà, bây giờ ai ngu biết liền nè ha. Còn cô Loan cô làm sai á thì pháp luật đã không bao giờ bảo vệ cô ý. Nếu cô Loan cô làm sai thì cộng đồng mạng không bao giờ quan tâm đến cô ý, hiểu chưa? Hiểu không? Chị đang ngục mà chị lại còn nói đạo lý ở đây. Đạo lý gì ở chỗ này? Hà, con người chị, con người chị làm gì có đạo lý? Con người chị mà có đạo lý thì mấy ngày rời vừa qua chị đã không lết sang để coi như là chị mắng cô Loan. Mà chị mắng cô Loan xong mà chẳng may mà chị động vào cô Loan một cái là chị ủ tờ luôn đấy nha. Chồng chị á, có tin không? Có người khác sai luôn. Và con chị có người khác sai đó. Còn chị thì ở trong kia ăn cơm cân mặc áo số. Chị nghe lời tôi, chị không sang nữa thì bây giờ chị đi chị comment à. Hả? Chị đi vào bài chị bảo bà Loan thất đức. Bà Loan bà thừa đức.
Thấy không? Nhà chị mới là vô phúc mộc mả, mới chị mới vớ phải cái quả trầm coi như ngày hôm nay. Nhà chị là vô phúc, bản thân chị vô phúc mộc mả, chị mới vớ được cái quả trầm này. Đi mua đất này vì chữ tình mà rớt tiền, còn lại là không biết của mình như thế nào. Còn đất hiện nay đang nằm ở trong cái diện cơ quan nhà nước đang làm việc, thì đừng có nói chuyện xây xướng gì ở đây. Đưa ba cái thằng coi như là ất ơ đến để đòi đo mới chả đòi đạt ha. Mà tôi nói cho mấy cái ông đến đo mới đạt này, đã có cái phiên của cái ngày 10, mùng 10 tháng 5 rồi. Tòa án, Sở Tài nguyên Môi trường, cơ quan điều tra có tất tần tật tần tân luôn ở đó luôn, đầy đủ ban ngành luôn đến để đo đạt rồi, giấy trắng mực đen rồi. Các bạn không tin à? Các bạn không tin pháp luật à? Các bạn lại tự tin thế đến các bạn luôn á. Còn cô Loan cô làm á, cô làm đúng, cô làm đúng với pháp luật, còn đừng sang kè cô nữa. Các bạn tài, các bạn giỏi, các bạn mà là người coi như là đờn ông thật sự ấy, thì các bạn đi sang gặp cái người mà bán đất cho các bạn ấy, các bạn giỏi, các bạn sang bên đấy, các bạn bảo với cái người bán đất cho mình ấy là bế tôi, ẵm tôi và thả tôi xuống cái mảnh đất của tôi mua, còn không thì bây giờ cho tôi xin lại tiền ha. Còn bây giờ cũng đang tháng 8 tới đây rồi, tới đây thôi, còn ít ngày nữa thôi ha. Ai thắng ai thua biết liền, biết luôn và ngay, nghe rõ gì chưa nhá. Các bạn phải hiểu về luật đất đai là gì. Sổ đỏ sang tên được các bạn rồi, nhưng mà cũng có tước được ngay, thu hồi lại được ngay luôn, vì làm không đúng là người ta có quyền thu hồi, hiểu chưa? Làm không đúng, bây giờ cơ quan pháp luật người ta yêu cầu bây giờ phải có người nhân làm chứng, rồi có người làm cái nhà bên cận để coi như ký vào. Các bạn làm đầy đủ thì đưa lên cơ quan, nó thấy đầy đủ hợp tình hợp lý là cơ quan làm thôi. Nhưng mà các bạn lại còn lừa dối cả pháp luật để các bạn mang cái mục đích về cho riêng mình. Cái tội đấy cũng không hề nhẹ đâu nha, tội đó cũng không hề nhẹ đâu, không hề đâu nha. Tới đây thôi, tại sao nào lừa dối một người phụ nữ tử tế nhân văn là vậy, vì con vì cháu ha. Rồi bà còn bảo tại sao lúc đầu không cho mấy cô con gái đi, bây giờ lại bày trò ra để coi như đòi về để cho mấy cô con gái. Không, cô Loan cô không có cho ai cả, cô Loan cô lấy về nha. Thứ nhất là cô ấy làm cái ngôi nhà chung để coi như là cô thờ phụng con người ta. Đất con người Việt Nam ta ấy, thờ cha kính mẹ đặt lên hàng đầu, thì cô Loan cũng phải thờ cha kính mẹ vì thờ chồng cô chứ. Năm vừa qua cô phải thờ chồng cô ở ngoài đường đó, cô dỗ chồng cô ở ngoài bờ đê đó. Các bạn chị tuyệt hiểu không? Và những cái người coi như là giấm dúi kia hiểu không? Còn cô không cho con cô đâu. Những các cô con gái không cần. Nếu những cô con gái cần ấy, thì 2015 các cô đã cần rồi. Cho các cô lúc đấy các cô đã lấy rồi. Nhưng các cô không lấy. Các cô nghèo thế đấy. Nhưng mẹ cho không lấy. Để lại hết cho anh và cháu. Nhưng ai ngờ đâu anh và cháu mất dạy quá. Ha. Và đặc biệt thằng cháu ó đâm kia, thằng cháu mất dạy. Nên là người ta mới ngỡ ngàng. Người ta muốn lấy, người ta được hưởng là người ta được hưởng của nhà chồng người ta đi lấy chồng mà. Cha mẹ đẻ, người ta không lấy. Người ta để lại cho cháu người ta để sau này cháu người ta phụng dưỡng mẹ mình. Nhưng ai ngờ đâu cháu mình và chị dâu của mình coi như là quá là tàn nhẫn. Nên là bắt buộc cô Loan cô phải lấy lại. Hiểu chưa? Còn này, bây giờ lại quay ngược lại vấn đề của anh chủ đất. Anh thuê mấy cái người đó đến nhà cô Loan mà cô đứng ở cửa để xin cô Loan mặt sau đấy tử tế thế. Tử tế lắm mọi người. Dạ bẩm báo với mọi người như này là cái anh mua đất ấy. Anh ấy mượn coi như là 6 người đến để coi như là muốn xin cô Loan.
vì không có đường vào nha mọi người, không có đường vào. Xin cô Loan là cho nhờ qua cái cửa sổ của nhà cô Loan để trèo qua cái cửa sổ đấy để xuống cái mảnh đất của mình để đo đạt lại xem mảnh đất của mình là có bao nhiêu mét. Thực chất là gì? Muốn đo đạt lại là để xem là cô Loan cô có lấn chiếm tí nào không, để lấy cái cớ để bem cô Loan. Nhưng mà không, cô Loan cô đang làm đúng luật. Cô Loan cô đang làm rất đúng. Một phân cô cũng không cần, cô ấy còn đầy đất. Mà tới đây á, đường đường chính chính á, cô có lấy được lại cả cái mảnh đất đi luôn cơ nha. Nên là gì? Cô không cần, hiểu chưa? Cô không cần. Tới đây á, cô lấy được lại cả cái mảnh đất đó, thì việc gì cô phải coi như là tèm nhem cái một hai phân đất để làm cái gì? Xin đi qua cửa để nhờ người, rồi mọi người, để nhờ coi như là đo đạt lại. Thế là nhờ cô Loan là cho trèo qua cái cửa sổ của nhà cô Loan để xuống cái mảnh đất của mình. Cô Loan cô không đồng ý ha, cô không cho. Ồ, em bảo rồi mà mọi người, đất không lối thoát mà. Đi kinh khí cầu đấy. Clip này nó cũng dài rồi, hẹn mọi người cái clip sau em lại tiếp tục giải bày cùng với mọi người về cái anh coi như là mua đất nha mọi người. Ôi giời ơi, nóng hôi hồi luôn. Khổ, đi kinh khí cầu mà qua thửa đấy. Bye bye cái tình yêu, bye bye mọi người, bye bye. À vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn, vừa nghe chị Hồng chia sẻ về câu chuyện của bà Loan và với ông chủ đất đúng không ạ? Cô chú anh chị và các bạn, thì video hôm nay có ý nghĩa trong cuộc sống xã hội. Cô chú anh chị và các bạn một chút thời gian ấn nút like và đăng ký để mình nắm bắt được thông tin sớm nhất trên ngày. Sau đây xin phép xuống video. Xin chào tất cả cô chú.